Chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dũng do Đinh Quang, Thái Phụ trách. Tái ngộ với quý khán giả, kính chào Ngô Nhân Dũng. Dạ, kính chào quý vị. Thưa Ngô Nhân Dũng, tuần trước thì chúng ta đang nói chuyện về kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ mà ông Donald Trump đã thắng, bà Clinton thua và một số những vấn đề chung quanh cái chuyện thắng thua đó. Tuần này chúng tôi muốn đi thêm vào một số chi tiết nữa. Hôm mùng 6 tháng 11, tức là ngày Chủ nhật, mùng 8 là ngày đi bầu, mùng 6 tháng 11, thì ông James Comey là của giám đốc của FBI, ông công bố là không có bất kỳ một sự tiến hành nào nữa về cái việc điều tra những email mới của bà Clinton, bởi vì không có dấu hiệu hình sự nào vi phạm cả. Thì lúc đó, trong đêm hôm đó thôi, stock, tức là thị trường chứng khoán thế giới đó, tăng, nước Mỹ cũng tăng. Cái đêm mùng 8 tháng 11, nửa khuya, khi mà được tin ông Trump thắng, thì thị trường chứng khoán sụt. Ông giải thích sao về hiện tượng này? Dạ thưa, cái hiện tượng mà thị trường chứng khoán không phải ở nước Mỹ mà cả bắt đầu ở bên Á Châu sớm. Cái lúc mà ở đây có kết quả bầu cử thì ở bên thị trường Thượng Hải, Tokyo vân là nó là buổi trưa rồi. Thì nếu mà ở đó họ xuống rồi thị trường ở Mỹ cũng xuống thì chúng ta phải hiểu rằng nó có một cái nguyên nhân chung sâu xa đã ảnh hưởng đến tất cả những người đầu tư trên tất cả các thị trường đó. Tôi phải nói rõ như vậy là bởi vì có những cái người thích hay nói về các âm mưu. Em nói rằng có một số tay tài phiệt nó ủng hộ bà Clinton. Thành ra lúc mà có cái tin xấu cho bà Clinton và tốt cho ông Trump đó, thì là nó đi nó bán cổ phần ra để cho cái giá nó xuống. Và như vậy là để ủng hộ bà Clinton. Nhưng mà sự thực ra đó, ông có thể tưởng tượng là có một nhóm tài phiệt nào mà đủ sức mà rút tiền, rút cổ phiếu ra ở khắp các thị trường từ Tokyo, Thượng Hải, New Delhi đến Hamburg, đến Frankfurt rồi London không? Chuyện đó là chuyện bịa, nói để cho nó thuyết âm mưu thôi, conspiracy theory. Thuyết âm mưu thôi. Thế thì tại sao cái giới đầu tư họ lại đem họ bán cổ phần? Họ bán cổ phần vì họ lo cái cổ phần đó giá sẽ xuống. Bây giờ bán ngay đi thì hơn. Tại sao họ lo giá xuống? Cái lý do mà họ lo là nếu ông Trump thắng đó, thì cổ phần sẽ xuống là bởi vì rằng cho đến ngay hôm nay là sau khi ông Trump đã được trúng cử rồi đó, người ta vẫn chưa biết rõ là ông ấy sẽ điều hành những chính sách kinh tế nào cho nước Mỹ. Ông ấy chỉ nói một điều là làm sao tẩy chay ngoại quốc. Tẩy chay trong cái chuyện là ngăn chặn cái hàng ngoại quốc bán vô nước Mỹ. Và thứ hai là ngăn chặn không cho các công ty Mỹ mở các xưởng máy ở ngoại quốc để cho dùng người ngoại quốc mà không dùng người Mỹ. Thì cái chính sách đó đó, nó là một cái gọi là ý tưởng, chứ nó chưa thành ra là một cái đường lối rõ ràng nào cả. Nếu mà ông ấy thực hiện đúng cái điều đó thì sẽ rất tai hại cho kinh tế của nước Mỹ và của cả thế giới. Bởi vì cả cái nền kinh tế thế giới hiện nay dựa trên việc trao đổi tự do. Trao đổi gì? Trao đổi hàng hóa. Thứ hai, trao đổi tiền. Ở nước này có thể mang tiền đi mua đồ cổ phần ở nước kia, hoặc là đem cho vay ở nước kia. Và thứ ba là trao đổi người. Cái chuyên viên ở nước này cần thì là có thể mượn ở nước khác. Thì tất cả cái đó là những cái nền tảng của kinh tế thế giới. Nếu ông Trump mà thực hiện những cái lời ông ấy tuyên bố trong cuộc bầu cử thì có thể ông ấy làm cho tất cả kinh tế thế giới sẽ yếu đi. Và đó là một cái chuyện có thể làm người ta cái tâm lý, muốn lo rằng thị trường sẽ xuống. Nhưng mà có lẽ cái yếu tố quan trọng hơn nữa đó là người ta không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì ông Trump có thể tuyên bố như vậy, nhưng mà lúc ông ấy cầm quyền, ông không làm như vậy. Cái đó là chuyện bình thường của các ông chính trị gia. Ông ấy sẽ bảo, ô, ngày xưa tôi tuyên bố như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ làm từ từ. Từ từ cái gì? Ở năm nay không làm thì sang năm nữa. Và sang năm có khi người ta quên cái chuyện đấy rồi. Thế có thể chuyện đó xảy ra. Tức là thế ông, nói tóm lại nó phản ứng một tâm lý bất ổn. Thị trường chứng khoán, người ta sợ nhất là cái tính cách bất ổn, bất chắc. Tức là không biết tương lai thế nào. Thành ra là mỗi lần mà cái thấy là cái
số ủng hộ của bà Clinton lên đó, thì họ bảo ồ cái thế này đỡ rồi. Thế bởi vì họ biết bà Clinton sẽ làm giống như ông Obama vậy. Yeah. Chuyện gì thì họ đoán trước được rồi. Còn ông Trump mà lên thì họ bảo chết cha không biết chuyện thế gì xảy ra. Trước được, dạ vâng. Yeah. Thưa ông, trong suốt thời gian tranh cử đó, thì phải nói là có một cái sự đổ vỡ, phải nói chia rẽ trong chính nội bộ Đảng Cộng Hòa. Trên 150 người lãnh đạo là cao cấp của Đảng Cộng Hòa đã ký một cái thư bảo họ không ủng hộ ông Trump. Trong đại hội Đảng Cộng Hòa thì ông Bush bố không tới, ông Bush con không tới, ứng cử viên tổng thống Mitt Romney không tới, ứng cử viên tổng thống John McCain không tới. Ông thống đốc tiểu bang Vermont là ông John Kasich cũng không tới. Sau đó thì bà Condoleezza Rice là ngoại trưởng của ông Bush bảo lại ta xin hợp ông Trump nên ra chỗ khác để cho người khác tranh cử. Nói tóm lại nặng, và ông Paul Ryan lại còn muốn giữ một khoảng cách với ông Trump nữa. Thì bây giờ dù là ông Trump thắng, Đảng Cộng Hòa đã chiếm được đa số từ Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện. Như vậy, cái việc làm việc giữa phía bên hành pháp của Cộng Hòa và cũng phía bên lập pháp cũng của Cộng Hòa nữa, liệu nó có cơm lành canh ngọt hay là... Theo tôi nghĩ đó thì một cái đảng chính trị đó, mà họ cãi nhau trong nội bộ, nhưng mà đến lúc mà họ nắm được chính quyền đó, thì họ sẽ cố gắng làm sao để mà thực hiện những cái chương trình mà họ coi là họ quan trọng nhất đối với họ, thì bắt buộc họ phải cộng tác với nhau trong cái việc mà cai trị nước Mỹ. Thì đây là một cái dịp may mắn cho Đảng Cộng Hòa, là bởi vì họ nắm quyền hành pháp với ông Tổng thống, họ nắm quyền ở cả hai viện của Quốc hội. Thì nếu mà có một cái dự định nào của Đảng Cộng Hòa mà Đảng nó vẫn muốn thực hiện từ lâu nay đó, thì thế nào họ cũng làm được, với điều kiện họ cộng tác với nhau. Nhưng mà khi mà họ nhìn vào những cái việc mà tất cả những cái người ở trong Đảng Cộng Hòa đều muốn cả, thì họ cộng tác rất là dễ dàng, không có cái gì trái ngược cả. Tôi lấy thí dụ, một cái chuyện họ sẽ làm là họ sẽ hạn chế bớt cái việc thi hành cái đạo luật về y tế của Tổng thống Obama. Thường là họ nói là phải xóa bỏ cái luật đó đi, nhưng mà chuyện đó rất là rắc rối. Vì rằng sau khi thi hành 6 năm nay á, thì cái luật đó đã liên quan đến bao nhiêu người. Mấy chục triệu người trước kia không có bảo hiểm y tế, bây giờ họ có bảo hiểm y tế. Nếu bây giờ mình xóa tất cả đi, tức là những cái người đó hết bảo hiểm y tế, thì là cái đó là cái chuyện mà không ai muốn làm cả. Chúng tôi sẽ trở lại ngay chương trình với nhà báo Ngô Nhân Dung sau ít phút thông tin thương mại.